phải ngẫu nhiên mà cầu sông Hàn được thành phố Đà Nẵng lựa chọn là một trong những hình ảnh biểu tượng xuất hiện trên logo của thành phố. Cầu sông Hàn là cây cầu đầu tiên được xây dựng bắc ngang qua sông Hàn, nối hai bờ Đông Tây. Đây là biểu tượng của sự đồng thuận và khát vọng phát triển của lãnh đạo và người dân thành phố Đà Nẵng. Được khởi công ngày 2 tháng 9 năm 1998, khánh thành ngày 29 tháng 3 năm 2000. Cầu sông Hàn là cây cầu quay đầu tiên do kỹ sư, công nhân Việt Nam tự thiết kế và thi công, được mệnh danh là cây cầu quay duy nhất ở Việt Nam hiện nay. Cầu có chiều dài 487,7m, rộng 12,9m, gồm 11 nhịp, mỗi nhịp dài 33m, kết cấu bê tông cốt thép giữ ứng lực và hai nhịp dây văng có tổng chiều dài 122,7m, kết cấu dầm và tháp cầu chính bằng thép, mặt cầu bằng bê tông cốt thép. Cầu sông Hàn là vạch nối liền hai trục đường chính của thành phố Đà Nẵng là đường Lê Duẩn ở bờ Tây và đường Phạm Văn Đồng ở bờ Đông. Từ khi chính thức được đưa vào sử dụng, cầu sông Hàn giữ vai trò quan trọng trong kinh tế, xã hội thành phố, kéo gần khoảng cách phát triển giữa đôi bờ Đông Tây và cũng là trục đường nhanh nhất, ngắn nhất và tiện lợi nhất từ trung tâm thành phố về phía biển. Chắc hẳn là khách du lịch cũng đến với quán mình rất là nhiều và không biết là họ có chia sẻ gì và khi mà được vừa ngồi uống cà phê rồi ngắm cầu sông Hàn ở vị trí rất là gần như thế này không? Hầu hết khách du lịch họ đều khen là view đẹp đồ. Cầu sông Hàn có thể đi hẳn từ đây ra biển và trung tâm của công viên Biển Đông đồ. Khách du lịch thường họ tới tập trung ở đây rất đông vào mùa bắn pháo hoa vì view nhìn ra rất đẹp và thoải mái, mát mẻ. Cho nên là cầu sông Hàn cũng là một trong những cây cầu rất là nổi tiếng ở Đà Nẵng. Cho nên là khách du lịch có tới thì cũng phải ghé qua đây một lần, đúng không? Cảm ơn sự chia sẻ của họ. Tọa lạc gần trung tâm hành chính cũ và mới của thành phố, đối với nhiều người Đà Nẵng, đi qua cây cầu sông Hàn mỗi ngày đã trở thành thói quen. Việc dạo bộ, tập thể thao dọc tuyến đường Bạch Đằng, ngắm cảnh, chụp ảnh, hít thở không khí trong lành từ gió mát sông Hàn cũng trở thành sở thích của rất nhiều người dân và du khách. Thành phố Đà Nẵng hay được nhắc đến với tên gọi là thành phố của những cây cầu bởi sự phong phú và độc đáo của rất nhiều cây cầu được xây dựng hơn 20 năm qua. Và dù có bao nhiêu cây cầu mới được xây dựng đi nữa, thì cầu sông Hàn vẫn luôn giữ được một vị trí vô cùng đặc biệt trong lòng người Đà Nẵng. Nhiều người cho rằng thực thiếu sót khi bỏ qua khoảnh khắc nhìn ngắm cầu sông Hàn về đêm. Bởi trong không gian tĩnh lặng là tiếng thì thầm của sắc màu trên cây cầu sông Hàn và sự chuyển mình của trục xoay cũng là thời khắc kết nối của quá khứ và hiện tại, của đêm và ngày, một sự chuyển giao đầy hy vọng.